Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 31 tháng 3 năm 2023, giá hiện vẫn đang đi ngang. Tại khu vực miền Tây mức sang kiên 220 cho tới 230.000 đồng. Sầu riêng chuồng bò hàng đẹp dao động từ 100 cho tới 101. Chuồng bò mua xô từ 80 đến 90.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 95.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 65 đến 75.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 100 cho tới 110.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 90 cho tới 95.000. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 85.000. Ri sáo mua xô từ 65 đến 70.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 90 cho tới 100.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 80 cho tới 85.000 đồng. Tại Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 85.000. Ri sáo mua xô từ 65 đến 70.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 90 cho tới 100.000. Sầu riêng Thái mua xô từ 80 đến 85.000 đồng. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp xuống một vài ngàn. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video.